Sợ. Xưa con dạy đi học nhớ mẹ. Gì? Gấp hoa đảo hả? Trời ơi, ốm mà ăn không được. Ăn được ăn dở rồi gặp mấy bà cô. Ăn mới gọi ăn chay đúng không mày? Ăn chay qua là xuất kháng luôn á. Ăn toàn cái gì không? Cà rốt, thịt bằm hết. Quạt 24V. Đúng rồi. Trời cái đó sạm luôn nè. Thực đơn, thực đơn. Chạy bình thường, nó điều chỉnh công điều chỉnh cái gì quên rồi. Hoa đào ăn súp thôi, ăn súp súp cái trứng thôi. Không mà kiểu do mấy người nhân viên đó mẹ, chứ chủ chắc gì ở vậy đó mẹ. Thì đúng rồi, nhưng mà kiểu một người dễ làm cho mình mất đi cảm tình, nó hiểu không? Trời ơi, giờ thay đổi hết mẹ ơi, giờ cạnh tranh nữa. Trong lòng lỗ bò phú gia, giờ giảnh nghiệp rồi đó.
nên à đây này đây này con không có chịu mà kệ làm như là cái con người học trường với thầy cô dạy dạy gì cứ khoe thành tích không. Nếu mà muốn nhà cũ mẹ mà muốn là Trịnh Quốc Khải, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Ngoại 24 phun. Ủa nhầm đơn rồi. Ủa thành phố Hồ Chí Minh làm 4 kẻ không. Kẻ đi kẻ hỏi thương. Hỏi kẻ